Chương 5. Đập mạnh tay xuống bàn, Trác nói như quát: Tại sao Thiên Di đi mà tôi lại không biết gì hết vậy? Bà Thủy ôm tồn Phương Bua: Chiều hôm qua con bé tới đây xin phép cậu về Sài Gòn thăm mẹ bị ốm nặng. Trác kinh ngạc: Sao tôi không gặp cô ấy? Bà Thủy thản nhiên: Thiên Di bảo dạo tới cửa thấy cậu bận biểu với cô Phụng nên con bé không dám làm phiền. Trác hơi khựng lại rồi anh cào nhào: Nhưng ít ra sáng nay trước khi về Di cũng phải gặp tôi chứ. Bà Thủy cao giọng: Để làm gì thưa cậu, giả lại xe chạy rất sớm. Di nó ngại cô Phi Phụng nổi trận tam bành, nếu trời chưa sáng đã vào quấy rối cậu. Đốt một điếu thuốc, Trác hỏi: Chừng nào Di trở lên? Tôi không biết, mọi việc tùy thuộc vào bệnh tình của mẹ nó. Trác bồn chồn: Nghĩa là sao? Bà Thủy nói: Tôi nghĩ chắc cũng lâu lắm con bé mới trở lại. Chúng ta phải tìm giáo viên mới cho bọn trẻ. Chắc sững sờ, anh rất thúc liên tục vì câu nói vừa rồi của bà Thủy. Chắc chắn bà đã buộc Di rời xa anh. Rõ ràng bà không ủng hộ như anh nghĩ. Nhưng mà tại sao Di lại lẳng lặng bỏ đi như thế nhỉ? Có thật hôm qua Di đã tìm anh không? Nếu Di tới đúng lúc anh và Phi Phụng hôn nhau thì đúng là rắc rối to. Ngập ngừng, Trác hỏi: Thiên Di nói sẽ không trở lại à? Bà Thủy gật đầu: Dần. Trác gằn giọng: Tôi không tin, nhất định không tin. Từ trên lầu Phi Phụng bước xuống, giọng nhõng nhảnh: Anh không tin ai vậy? Liếc đôi mắt tô xanh về phía bà Thủy, Phi Phụng cười nửa miệng: Có gì khuất lấp trong sổ sách hả? Em đã bảo mà, những người như thế làm sao tin được. Trác xa sầm mặt: Em im đi, không biết thì đừng đoán mò. Phi Phụng giải nảy: Anh la em trước mặt người ở hả? Dầu gì em cũng là bà chủ, em có quyền mắng họ chứ. Tại sao lại mắng họ khi họ không phạm lỗi? Em đã bảo không thích ở trang trại Tùy Dương, anh sẽ không ép em. Điều đó cũng có nghĩa là em chẳng có quyền gì cả. Nhìn vẻ chủ ủ của Phụng, bà Thủy nhỏ nhẹ: Tôi xin phép xuống bếp. Bà chưa đi khỏi, Phi Phụng đã xạ tới bên Trác, giọng giả lả: Chúng ta giận nhau vì bà già đó thật không đáng chút nào. Trác lạnh lùng rất thuốc, thái độ của anh không làm Phi Phụng nản. Cô ôm lấy anh vừa ve vuốt vừa ẩm ờ: Xin lỗi mà, hay là muốn em đền? Đang hụt hẫng vì Thiên Di bỏ đi, Trác cầu có: Em ngồi xuống đó đi, làm trò trẻ con người ta cười cho đấy. Phượng ôm lấy Trác, Phi Phụng cười khinh khỉnh: Ai dám cười, em đuổi nó ngay. Tôi tới của anh thích rình chủ âu yếm lắm thì phải. Hôm qua lúc hôn anh, em thấy nhỏ Thiên Di nó đứng lấp ló ngoài cửa. Đúng là trơ trẽn, lẽ ra em đã kéo nó vào để mắng cho một trận rồi. Trác gạt tay Phi Phụng ra: Em trơ trẽn thì đúng hơn, Thiên Di vô tình còn em lại cố ý, mọi người sẽ nói gì về chúng ta? Phi Phụng sa mặt xuống: Anh dám nói em trơ trẽn à? Lúc nào anh cũng bên con nhãi ranh ấy. Nếu anh sợ bọn họ phê phán cách sống của em thì đuổi hết đi. Sức lao động bây giờ rẻ mạt, sợ gì không có công nhân chứ. Ngoài những lời đó ra, em còn biết nói những gì khác nữa không? Rõ ràng anh đã lầm khi nghĩ em là một bà chủ tốt, biết thông cảm với công nhân. Nào ngờ em coi rẻ người lao động quá. Nói thật, anh cũng là một người lao động tay chân. Anh xem đất đai là máu thịt, công nhân là anh em. Nhờ đất nhờ họ, anh mới có được ngày hôm nay. Anh không bao giờ vì em mà đuổi họ đi. Phi Phụng đông đỏng: Em không cho phép anh coi thường em. Đừng thấy em hạ mình về đây thăm rồi anh làm cao. Không đời nào em hợp với bọn người của anh, cũng như cuộc sống ở đây. Nếu muốn được sống gần em, trong tương lai anh cũng phải bán hết đất đai để về Đà Lạt thôi. Bằng không chúng ta chia tay từ bây giờ. Trác gật đầu nhanh như chớp: Ý kiến hay, chúng ta chia tay đi. Ngồi sững ra trên ghế, Phi Phụng bất ngờ vì câu Trác vừa nói. Cô không nghĩ anh dám gật đầu vì rõ ràng anh rất mê cô. Vừa sượng vừa tức, Phi Phụng công cớn: Được, thử xem ai khổ. Đàn ông Đà Lạt lịch lãm hào hoa đâu có thiếu. Rồi anh sẽ ân hận khi thấy họ xếp hàng sau lưng em. Quà khôi chỉ có đàn ông rơi từ trên cao xuống đất. Rồi anh sẽ thấy mình rơi ra sao khi mất em. Trác nhếch môi: Vậy thì chúc em mau tìm được người vừa ý. Phất điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Trác bỏ ra ngoài tìm bà Thủy. Giữa anh và bà còn nhiều điều phải nói chưa hết. Nhưng Phi Phụng đâu để Trác đi,
cô chạy theo nắm tay anh giật mạnh. Anh vô trách nhiệm vừa vừa thôi, ngày cưới đã tới rồi, còn kiếm cớ giận để làm khổ em. Vì ai, em bất chấp gã điên, bất chấp mọi thứ tẻ nhạt để về đây chứ. Có bao nhiêu cuộc vui ở Đà Lạt đang chờ em, anh biết không? Trác lắc đầu. Anh không biết và không bao giờ cần biết, vì nó không dính dáng tới cuộc sống của anh. Nhưng với em, nó quá quan trọng. Bởi vậy, em hãy về Đà Lạt đi. Chúng ta không hợp nhau, nghĩ tới đám cưới làm gì nữa. Anh chỉ chọn một người vợ đồng cam cộng khổ, chứ không chỉ vì cô ấy là hoa khôi. Chúng ta đến với nhau vội vàng quá, nên đã không hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau. Em sẽ khổ nếu phải lấy một cả thô kệch như anh. Bởi vậy, em hãy ngẩng cao đầu hất anh rơi đi. Anh không xứng với em, bị rơi là phải rồi. Gỡ tay Phi Phụng ra, Trác quay đi. Cô vội chạy theo, giọng dịu xuống. Anh giận lẫy em đấy à? Trác nhìn cô. Anh không giận lẫy, trái lại anh cảm ơn em đã giúp anh mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Phi Phụng chớp mi. Suy nghĩ gì cơ chứ? Trác từ tốn. Chúng ta chỉ nên xem nhau như bạn. Phụng thẳng thốt. Anh điên rồi. Khi mà anh tin vào những lời nói giận dỗi của em, và để biến nó thành hiện thực. Anh không điên chút nào. Em nên suy nghĩ lại đi. Sống với anh, em sẽ không hạnh phúc, vì ngoài khả năng kiếm tiền ra, anh không thuộc tiếp đàn ông lịch lãm, hào hoa mà em cần. Sự khác biệt trong sở thích, cách nghĩ sẽ giết chết hạnh phúc gia đình. Phi Phụng nói như đang trả bài. Vì tình yêu em sẽ thay đổi. Trác nhìn xoáy vào mắt cô. Rất tiếc giữa chúng ta không có tình yêu, mà chỉ có mục đích. Anh cần một cô vợ xinh đẹp để tạo thêm thanh thế. Em cần một ông chồng giàu để nương tựa. Giờ thì anh nhận ra sắc đẹp là thứ phù phiếm, tâm hồn mới quan trọng. Tâm hồn hai chúng ta chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Phi Phụng rít lên. Anh là một thằng đểu, đừng tưởng muốn bỏ tôi là dễ nha. Anh sẽ ân hận suốt đời đấy. Trác ôn tồn. Em đừng nóng nảy như thế. Tất cả những gì anh nói là sự thật. Anh không muốn chúng ta sau này sẽ đau khổ vì chịu đựng nhau. Phi Phụng bật khóc. Chúng ta đang rất vui vẻ hạnh phúc, sao lại thay đổi? Có phải anh vì người đàn bà khác không? Trả lời em đi chứ. Trác im lặng. Anh ngập ngừng mãi mới nhẹ nhẹ gật đầu. Phi Phụng chụp lấy ngực áo anh, giọng cay xé. Còn khốn mấy là ai? Phải là Thiên Di không? Tôi không tha cho nó đâu. Nó đừng hòng chiếm đoạt những thứ thuộc về tôi. Vừa nói, Phi Phụng vừa quay vào nhà gọi to. Chị Thủy đâu? Ra tôi bảo. Từ trong bếp, bà Thủy hớt hải chạy ra. Chuyện gì vậy cô Phụng? Phi Phụng nhìn bà với tất cả căm hận. Gọi con gì tới đây? Bà Thủy nói. Thiên Di đã về Sài Gòn rồi thưa cô. Dù hơi hẩn, Phi Phụng vẫn quyền hành. Ai cho phép nó về vậy? Dạ, Di đã xin nghỉ rồi. Nghỉ là sao? Giọng bà Thủy y như thật. Ở đây buồn quá, không hợp với dân Sài Gòn như nó, nên Thiên Di xin nghỉ dậy luôn rồi. Phi Phụng nhíu mày nhìn ra cửa. Trác đã bỏ đi. Cô tức tối chạy đi tìm anh. Trong khi đó, Trác đang ở phòng sách. Anh đi tới đi lui, cầm từng quyển sách, được Di bọc ni lông lại rồi thở dài. Anh không chịu nổi khi nghĩ Di sẽ rời xa anh mãi mãi. Vừa rồi Trác đã nói với Phi Phụng những điều cần nói, những vấn đề vẫn chưa giải quyết tới nơi tới chốn. Đúng là ngỏ lời yêu đã khó, khi từ chối tình yêu càng khó hơn. Lúc nãy Trác hơi nhẫn tâm với Phụng, anh nóng vội quá khi muốn dứt khoát với cô. Dù Phụng xấu tính, trái nết cỡ nào thì cũng do anh chọn mà. Phụng mắng anh đều cũng đúng. Đã một lần gian dở, trái tim anh vẫn còn lộn xộn với mối tình thứ hai và thổn thức với mối tình thứ ba. Ngồi xuống ghế, nhìn căn phòng vắng đến lạnh lùng, Trác ôm đầu. Lát nữa anh sẽ tìm bà Thủy, nhưng phải nói gì để thuyết phục được bà, Trác vẫn chưa nghĩ ra. Đang lay quay xếp các tấm thiệp vung vãi trên quầy cho ngay ngắn lại, Thiên Di bỗng nghe có tiếng gọi mình thật ấm. Ngước lên, cô thảng thốt khi thấy Cận. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Không trả lời cô, Cận nói. Lâu lắm rồi mới gặp Di. Cô cũng xúc động. Phải, lâu lắm rồi, không ngờ anh tìm ra chỗ này khi mà không có địa chỉ. Cận mỉm cười. Chỉ là tình cờ, nói thật, khi thấy Di, tôi vẫn chưa tin mình may mắn đến thế. Thành phố quá đông, tìm ra Di là điều tôi chỉ dám nằm mơ thôi. Kéo cái ghế nhựa thấp ra, Di bảo. Ngồi đỡ nhé. Có sao đâu, tôi sẵn sàng ngồi đây phụ Di bán hết những thứ này. Di nhiều nhiều mắt, mỗi lần lắm đó. Cả hai bỗng im lặng. Cần quan sát quầy báo của Di với vẻ tò mò. Anh đọc tên những loại báo, tạp chí, sách văn học,
sách giáo khoa, tập vở, bút viết, rồi cả thiệp Noel treo lủng lẳng. Đúng là quầy tổng hợp y như Di đã viết trong thư, nhưng mà trông vui mắt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cần hạ giọng xót xa: chắc là cực lắm, suốt ngày ngồi một chỗ. Thiên Di nhếch môi: quen rồi, hôm nào ở nhà lại buồn. Dù sao bán sách báo vẫn nhàn hạ hơn là bán những thứ khác. Lúc ế ẩm mình vẫn nhâm nhi chúng được. Anh vào Sài Gòn chơi hả? Không, tôi đưa chú Út vào chữa bệnh. Ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi. Nghe nhắc đến thoại, tự nhiên Thiên Di ấn ớn. Cô dè dặt: chú ấy dạo này thế nào? Cần có vẻ phấn khởi. Đã đỡ hơn rất nhiều, hầu như không còn lên cơn nữa và biết nhận ra người quen. Thiên Di tủm tỉm: anh thế đổi tính rồi hay sao mà chịu cho anh đưa chú Thoại đi chữa bệnh vậy? Đưa tay vuốt bìa một cuốn sách, Cần ậm ừ. Ừ, anh đã thay đổi sau một lần chết hụt. Thiên Di tò mò: anh bệnh à? Không phải, anh bị chú Thoại đâm. Thiên Di tròn mắt: trời đất, có chuyện đó nữa sao? Cần chép miệng: từ ngày Di bỏ đi tới giờ, vùng đất ấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Thiên Di ngập ngừng: tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nơi đó. Di không thư từ với dì Thủy hay là chú Trác sao? Không, ngoài anh ra tôi không liên lạc với ai hết. Cần trầm ngâm: những bức thư của Di gửi về trường đại học và về nhà tôi vẫn giữ rất kỹ. Tiếc một điều là Di không cho địa chỉ, nên tôi không thể hồi âm, để ít ra cũng biết được tại sao Di bỏ đi trong lặng lẽ. Thiên Di thản nhiên: có gì đâu, tôi muốn về lại nơi mình từng sống. Ở đây tôi thấy yên ổn hơn ở Trại Thùy Dương. Nhưng mà đâu cần vội đến mức không kịp từ giã bạn bè. Thật ra Di vẫn chưa thật lòng với tôi. Tránh câu trách móc của Cần, Di dài giọng: kể chuyện ở đó cho tôi nghe đi. Nhìn Di khá lâu, Cần tự tốn hỏi: Di muốn nghe chuyện gì, chuyện của ai? Khoanh tay trước ngực, cô nói: tôi muốn nghe tất cả những gì anh biết. Cần lắc đầu cười: tham lam quá. Nhưng mà tôi thừa thông minh để hiểu ý Di. Tôi sẽ kể những gì mà Di quan tâm. Đứng dậy, bán cho khách tờ báo mực tím, Di nheo nheo mắt: anh biết tôi quan tâm cái gì sao? Dĩ nhiên, dù gì cũng là bạn bè mà. Thiên Di ra vẻ bí mật: vậy thì trông hàng cho tôi đi. Dứt lời, cô đi băng qua đường. Cần trìu mến nhìn theo dáng nhồi nhắn của Di rồi châm thuốc hút. Tính ra, từ khi Di rời trang trại Thùy Dương cho tới nay đã nhiều tháng rồi. Suốt khoảng thời gian đó, cô gửi cho anh 3 lá thư, mỗi lá cách nhau vài tháng. Đó là những lá thư ngắn, lời lẽ chân tình khiến Cần xúc động. Qua thư, anh biết Di đã ổn định cuộc sống với việc làm chủ một quầy sách báo nhỏ. Cô còn chưa biết sẽ không bao giờ trở lại trại Thùy Dương. Dù Di không nói ra, Cần vẫn thừa hiểu cô vì Trác. Và anh đã nhức nhối khôn nguôi khi nghĩ đến hai người. Thiên Di trở lại với một cái khay trên tay. Đặt khay lên bàn nhỏ, cô ríu rít: nước mía, bánh ngọt không phải là đặc sản, nhưng mà tôi chắc là anh sẽ không chê. Cần đỡ ly nước mía to như vài bia: đương nhiên là không dám chê rồi. Nhìn Thiên Di nhấp nhổm ngóng chuyện, Cần vờ vịt: tôi nên ăn bánh trước hay là kể chuyện trước đây nhỉ? Chắc nên kể chuyện trước quá. Mà sẽ bắt đầu từ ai đây? Có lẽ nên từ ông chú Út của tôi cho dễ vậy. Tăng hắn giọng, Cần nói: sau khi mà Di đi rồi, tôi không còn bạn nên rất ít về nhà. Nhiều lúc nghĩ mà thương chú Út bị anh Thế đối xử tàn tệ. Nhưng mà về nhà, tôi chẳng đủ bản lãnh để thay đổi cách sống vô trách nhiệm của ba mẹ. Qua lời kể của một người quen là tay chân của anh Thế, tôi được biết anh ấy đang dạy chú Út nhiều trò khác thường mà chỉ nghe kể thôi, tôi đã không an tâm. Di tò mò: chú Thoại bị tâm thần, anh Thế còn bày trò gì nhỉ? Cần hạ giọng: anh dạy chú Út sử dụng dao. Di sửng sốt: để làm chi khi chú ấy không làm chủ được mình? Đó cũng là thắc mắc của tôi khi nghe kể mà không được giải thích. Nói thế nhưng tôi vẫn đoán được mục đích của ảnh. Từ Đà Lạt tôi tức tốc về nhà và thấy đúng là anh Thế đang kiên nhẫn dạy chú Út. Đâm trúng vào tim một hình nộm có cách ăn mặc giống y như một người mà chúng ta đều quen. Thiên Di cảm thấy tim đập mạnh. Ai vậy? Di thử đoán xem. Cô liếm môi: không lẽ là Trác? Cần thẫn thờ gật đầu: đúng là chú Trác. Tôi thật không ngờ là anh Thế lại có thể ác như vậy. Anh ấy muốn dùng chú Út để khử đối thủ trong làm ăn của mình. Tôi với ảnh đã cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì vấn đề này.
Thiên Di tròn mắt không tin. Anh dám đánh cậu 13 à? Cần ngượng ngập thú nhận. Lúc đó tôi tức quá nên đâu biết sợ là gì. Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự đánh lộn và khốn nổi. Không phải đánh người ngoài mà là đánh anh họ của mình. Tôi đánh hăng đến mức anh thấy thua, giận mất khôn. Anh mở xích cho chú Út và ra lệnh cho chú đâm tôi. Thiên Di bóp mạnh ly nước mía. Anh ấy nở làm vậy sao? Cần buồn bã. Tôi cũng không ngờ khi thấy chú Út lăm lăm con dao trong tay. Tôi nghĩ là mình chết chắc, ai dè. Thiên Di ồ lên. Vậy chú Út đâm anh thế chứ không phải là đâm anh sao? Cần bưng ly nước mía uống một hơi rồi kể tiếp. Anh Thế đứng gần chú Út nên khi chú ấy ra tay anh không tránh kịp. Cũng may vết thương chưa thấu tim. Thiên Di băn khoăn. Nhưng sao chú Thoại không đâm anh? Cần buồn ngùi. Hồi mà chưa bệnh, chú Út rất thương tôi. Tới giờ vẫn thế. Lúc tôi và Thế đánh nhau, chú Út la hét rất ghê. Có lẽ anh Thế nghĩ là chú Út là phe ta nên mới mở sức cho chú ấy, hòng tìm đồng minh. Chú Út điên nhưng vẫn biết phải quấy. Tội nghiệp, khi đâm anh Thế rồi chú vứt dao, ôm mặt khóc hu hu như con nít. Sau đó thì sao? Vợ chồng bác tôi tức tốc đưa chú Út trở lại bệnh viện Đà Lạt. Nhưng chú Trác đã tìm được bác sĩ giỏi ở Sài Gòn nên đề nghị tôi đưa chú Út vào Sài Gòn với hy vọng là sẽ chữa hết bệnh. Nghe nhắc tới Trác, mặt Thiên Di bỗng tái xanh. Cô xoay xoay cái ly trên bàn, giọng lạc hẳn đi. Trác dạo này thế nào, có khỏe không? Cần thở hắt ra. Chú ấy toàn gặp chuyện xui xẻo. Di nhõm người lên. Sao cơ, ảnh gặp chuyện gì? Cần nói. Năm nay hạn, cà phê của trang trại nào cũng chết khô vì thiếu nước. Riêng trang trại Thùy Dương còn bị cháy, thiệt hại khá nặng. Chú Trác cứu người nên bị phỏng, phải nằm viện cả tháng. Thiên Di vuốt mặt thẫn thờ. Trời ơi, Trác có bị nặng không? Phải đưa ra Đà Lạt, tôi có đến thăm vài lần. Chồng chú ấy đau đớn, tôi chịu không nổi. Mọi việc ở trang trại, dì Thủy đảm trách, nên ở bệnh viện chỉ có mỗi bạn hai lo cho chú ấy. Còn Phi Phụng đâu? Nhún vai Cần nói. Phụng đâu còn dính dáng gì với chú Trác nữa. Nhìn vẻ sửng sốt của Di, Cần hỏi. Bộ Di không biết gì thật sao? Thiên Di lắc đầu, giọng nghẹn lại. Khi trở về Sài Gòn, tôi đã hứa với dì Thủy phải quên trang trại Thùy Dương, và tôi đã cố gắng làm như vậy. Cần xót xa. Tại vì chú Trác à? Di gật đầu thú nhận. Tôi đã yêu bằng cả trái tim, nhưng mà Trác lại đùa. Tôi còn ở lại làm chi nữa? Cần ngập ngừng. Theo tôi chú Trác không đùa đâu. Giờ tôi đã hiểu tại sao Trác không đám cưới với Phi Phụng rồi. Mặt Di đang tái xanh lại càng xanh hơn. Cô lắp bắp. Không có đám cưới nghĩa là sao? Chính tôi đã nhận được thiệp mời do dì Thủy gửi mà. Cần đáp. Nhưng mà hôn lễ đâu hề tiến hành. Nếu không vì Di, tại sao chú Trác lại làm như thế? Nhớ tới hình ảnh Phi Phụng và Trác hôn nhau mê mải, Thiên Di cắn môi, cô lắc đầu. Không phải vì tôi, lúc đó tôi đã đi rồi mà. Cần trầm giọng. Hiện tại chú Trác vẫn một mình, Di nên trở lại trại Thùy Dương với chú ấy. Đó là lời khuyên chân tình nhất của một người bạn. Thiên Di nhìn Cần lạ lùng. So với cách đây một năm, anh có vẻ chững chạc hẳn ra. Nhưng anh ngụ ý gì khi khuyên Thiên Di như thế? Cần lại nói tiếp. Chú Trác là người khá có tiếng tăm nên không thể làm một việc thiếu suy nghĩ. Tôi nghĩ hơn ai hết, Trác hiểu rõ thế nào là dư luận. Vậy tại sao chú lại hủy bỏ đám cưới với Phi Phụng? Nếu không phải vì một tình yêu mãnh liệt hơn thứ tình mà Trác có Phi Phụng thì là cái gì? Sau quyết định ấy, Trác đã thu mình lại trước miệng lưỡi của người đời, chịu tiếng thị phi của xã hội, nhưng lòng vẫn ngời lên hy vọng ngày nào đó sẽ gặp lại em. Chú ấy tin rằng sớm muộn gì thì dì Thủy cũng sẽ nói ra nơi em đang ở. Thiên Di gượng gạo. Anh làm như là anh Trác không bằng. Tôi chỉ kể lại những lời chú Trác tâm sự khi chúng tôi gặp nhau. Di im lặng. Một lát sau cô hỏi, Phi Phụng bây giờ thế nào? Nhún vai Cần trả lời. Nghe Phi Nga khoe Phụng đang làm thủ tục đi Canada với ông chồng Việt kiều rất giàu. Di buộc miệng. Chị ấy chuyển hệ nhanh đến thế sao? Cần nhướng mắt. Biết sao hơn, khi chị Phụng là hoa khôi đâu thể bị mang tiếng lâu được. Bởi vậy Phi Phụng phải lấy chồng giàu càng nhanh càng tốt. Chị ấy muốn chú Trác phải ân hận vì đã bỏ chị ấy. Đàn bà như Phi Phụng cũng độc thật. Thiên Di nhíu mày. Sao anh lại nói như vậy? Cần hạ thấp giọng. Tôi nghe người ta đồn là Phi Phụng mướn người đốt cà phê của chú Trác để trả thù. Thiên Di thản thốt. Thật không đó? Tôi đâu phải là người nhiều chuyện. Di không tin thì thôi. Tôi tin anh, nhưng mà Trác biết không?
Cần nói, tôi chẳng hiểu nữa. Vậy anh nghe tin đồn ấy từ ai? Từ đám công nhân của anh Thế. Họ không bị chuyện đâu. Họ còn biết kẻ gây ra vụ cháy là một gã nghiện xì ke cần tiền để chích. Sau vụ cháy, hắn đã biến mất. Thiên Di bức rứt. Tôi không tin chị Phi Phụng nhẫn tâm như vậy. Cần hơi mỉa mai. Tại Di Thánh thiện quá. Thiên Di sụ mặt. Anh chọc quê tôi à? Đâu có. Nhưng mà Di nghĩ sao về những lời tôi nói? Di sẽ trở về trại Thùy Dương chứ? Chống tay dưới trán, Di thở dài. Tất cả đã qua rồi, tôi muốn được bình yên. Cần xa xôi. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, đâu ai nghĩ dưới lòng hồ đang dấy lên những đợt sóng ngầm. Tôi chúc phúc cho sự bình yên của Di vậy. Giờ tôi phải đi. Thiên Di như choàng tỉnh. Vội vậy sao? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm khác sẽ ghé thăm Di. Đứng dậy tiễn Cần, cô ngập ngừng. Đừng kể với Trác là đã gặp tôi nhé. Cần lơ lửng. Tôi sẽ cố mà nhớ lời dặn này, dù biết đó không phải là lời thật lòng. Đưa tay chào Di, Cần nhảy tót lên chiếc xe ôm với phong cách y như dân Sài Gòn. Cần đã đi xa lắm rồi, nhưng những gì anh nói đã vang trong đầu cô từng tiếng một. Mọi chuyện ở trang trại Thùy Dương đã diễn ra khác hẳn với suy đoán của Di. Vậy mà dì Thủy vẫn lặng thinh, dù biết cô và Trác đều đau khổ. Nhất là Trác, anh đang gặp khó khăn, đang cần an ủi bởi một người thật lòng yêu thương anh. Dì Thủy đúng là có trái tim bằng đá nên mới dửng dưng như thế. Chưa bao giờ cô muốn bay về trại Thùy Dương như lúc này. Cô nhớ Trác đến cuồng điên, vậy mà vừa rồi cô lại dặn Cần đừng cho Trác biết đã gặp cô. Dì đúng là giả dối, mà dối để làm chi cơ chứ? Liệu tâm trí cô sẽ bình yên như cô muốn có được không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng cô sẽ làm gì đây? Một thời gian đã nhọc nhằn trôi qua, dì mới quen với nếp nghĩ không có Trác suốt cuộc đời mình. Thì bây giờ thói quen mong manh ấy bị phá vỡ bởi những thông tin Cần mang đến. Dì biết cô sẽ không sống bình yên nếu như không gặp được Trác. Việc này dì phải chủ động, chứ đâu thể chờ đợi. Cơ hội sẽ qua, biết đâu chừng người ta sẽ ân hận vì sự dè dặt quá đáng của mình. Dì và Trác đâu bị ràng buộc bởi ai nữa. Tại sao cô còn tự dối lòng mình để suy nghĩ, để chần chừ, trong khi Trác vẫn chờ cô trở lại chứ? Lây quay xếp mọi thứ theo quán tính, Thiên Di cố tập trung để ghi sổ những sách báo mới đem về, nhưng mà ghi lộn xộn lung tung. Vứt cây viết xuống mặt quầy, Di quyết định bước qua phòng điện thoại công cộng kế bên. Cô phải gặp Trác mới được. Tay run run bấm những con số thuộc nằm lòng, cô hồi hộp chờ đợi nghe những lời thân quen của Trác. Nhưng giọng dì Thủy vang lên khiến Di giật bắn người. Cô ấp úng. Dạ, Thiên Di đây ạ. Bà Thủy có vẻ hốt hoảng. Nhà xảy ra chuyện hả? Mẹ mày làm sao? Dạ không, không có chuyện gì cả. Bà gắt. Vậy gọi điện làm chi cho tao mất cả hồn. Thiên Di liếm môi. Vậy và mọi người khỏe không? Lâu quá cô muốn hỏi thăm vậy mà. Giọng bà Thủy dịu lại. Ở đây vẫn bình thường. Biệt thự Thùy Dương có bà chủ mới, trường học cũng có thầy giáo mới rồi. Cuộc sống vẫn tiếp nối ngày qua ngày. Con đã hứa với dì là cắt đứt mọi liên lạc với nơi này. Lâu nay con đã làm tốt, sao bỗng dưng lại gọi điện hỏi thăm vậy? Lỡ người nhấc máy là Phi Phụng thì phải phiền không? Thiên Di hơi hẩn khi nghe lời nói của dì Thủy. Cô sững lại hết mấy giây mới bật giọng tức tối. Làm gì có Phi Phụng ở đó? Không ở đây thì cô ta ở đâu? Lấy chồng phải theo chồng chứ. Thiên Di gào lên. Dì còn dối con tới bao giờ đây? Đưa tay chặn ngang ngực, dì lắp bắp. Con vừa gặp Phi Phụng ở Sài Gòn. Cô ta đang làm thủ tục đi Canada với chồng Việt Kiều giàu sụ. Phụng và cậu Trác đã không còn gì lâu rồi. Sao dì không cho con hay? Bà Thủy nói thật nhanh. Chuyện đó không liên quan tới con. Cậu Trác bỏ Phụng và sẽ cưới người khác, nhưng người ấy không thể là con được. Dì gào lên. Tại sao? Dì không muốn. Thiên Di mím môi. Nếu thế thì dì nhẫn tâm quá. Con nhất định sẽ gặp lại anh ấy, mặc cho dì ngăn cấm. Bà Thủy gằn từng tiếng. Gặp lại Trác con càng đau khổ hơn. Cậu ấy bị phỏng lửa, bây giờ là một phế nhân, tay chân què quặt, mặt mũi biến hình, suốt ngày thu mình vào xó. Trác sẽ không gặp con đâu. Tựa hẳn người vào phòng điện thoại, dì thấy xây sẩm mặt mày trước điều bất ngờ này. Lúc cô còn gượng đứng dậy, bà Thủy đã nói tiếp. Dì đã cho Trác địa chỉ. Nếu muốn gặp con, cậu ấy đã liên lạc rồi. Tốt nhất con hãy quên như đã từng quên. Hiện tại có một y tá đang săn sóc Trác. Sắp tới hai người sẽ cưới đấy. Chẳng lẽ con lại muốn xen vào làm kẻ thứ ba một lần nữa? Dì từng bảo cậu Trác hay thay đổi, không thể chung. Bộ con quên rồi sao?
Nếu yêu cậu ấy, suốt đời con sẽ khổ, sẽ khổ đấy. Thiên Di mắt nhắm lại, tai ù đi. Cô nghe bà Thủy hỏi thăm ba mẹ mình, hỏi thăm việc buôn bán và hỏi nhiều thứ khác nữa. Nhưng Di không còn sức trả lời, cô cứ ậm ừ mãi với nước mắt giàn giụa. Gác máy trả tiền điện thoại, Di thẫn thờ trở về quầy sách. Cô ôm hận khi tự chuốc khổ vào thân. Giá như đừng gặp Cần, đừng nghe Cần nói, và giá như Di đừng ngốc nghếch gọi điện về trại Thùy Dương, có lẽ cô không nát lòng như bây giờ. Nhưng tại sao Cần lại giấu cô? Trác bị tàn phế nhỉ? Anh sợ cô không chịu nổi sự thật này à? Hay anh muốn thử thách tình yêu của Di đối với sự tàn tật của Trác? Nhưng mà dù thế nào, Thiên Di cũng không thể quên. Không thể quên anh như từng quên được, vì cô vẫn còn quá yêu anh. Sớm hay muộn, cô cũng sẽ trở lại trại Thùy Dương. Di sẵn sàng chấp nhận khổ sở vì Trác cơ mà. Bỗng nhiên, cô thấy tâm hồn đang nặng trĩu của mình chợt nhẹ nhõm với quyết định vừa rồi. Có thể mọi vật ở trại Thùy Dương đều đã thay đổi, nhưng Di vẫn phải đến đó, dù đến để nhìn thấy Trác đã là của người khác. Bà Hai kêu lên mừng rỡ. Trời ơi, chào đó hả Thiên Di? Thật quá bất ngờ, sao không gọi điện báo cho dì Thủy biết? Thiên Di mỉm cười. Chứ muốn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người mà. Dì cháu đâu rồi? Vừa nhấc nồi canh xuống, bà Hai vừa trả lời. Cô ấy mới ra chợ với cậu Thi, hai người phải ghé mua sách cho cậu Trác nữa, nên chắc còn lâu mới về. Thiên Di ngập ngừng. Dạo này cậu Trác vẫn còn thích đọc sách à? Bà Hai chép miệng. Chứ cậu ấy còn biết làm gì bây giờ, suốt năm rồi ở đây xảy ra đủ thứ chuyện, tội cậu Trác lắm. Di cố giữ giọng bình thản. Cậu Trác đâu rồi dì Hai? Giờ chắc trong phòng sách. Hay là cháu vợ thăm cậu ấy đi, sẵn tiện mang vào hộ dì ly cà phê. Thiên Di gật đầu, mới bưng ly cà phê lên, bà Hai đã thì thầm vào tai cô. Cậu Trác thay đổi lắm, cháu đừng sợ, nếu lỡ bị cậu ấy quát nhé. Vâng ạ. Bưng cái khay, Di bước từng bước nhẹ tên về phía phòng sách. Bước chân thì nhẹ, nhưng ngực cô lại nặng trĩu. Vài ba giây nữa thôi, Di sẽ đối mặt với Trác, và cũng là đối mặt với chính mình. Anh thay đổi nhiều lắm. Dì Hai đã cảnh báo như thế. Cô nên chuẩn bị để chấp nhận một gương mặt méo mó đầy sẹo, một thân thể co rúp dị phỏng đi. Gõ nhẹ cửa, Di nghe tiếng Trác gay gắt. Vào đi. Tim đập mạnh, Di đẩy cửa. Căn phòng âm âm tối, ánh sáng từ cửa sổ không đủ sức tạo sinh khí cho mọi vật bên trong. Thiên Di không thấy Trác đâu cả. Chắc anh đang ngồi trong chiếc ghế mây to quen thuộc ngoài cửa sổ. Anh đang đọc sách hay đang chìm trong tâm tối của phận mình. Tự dưng, Di muốn khóc khi nghĩ tới nỗi khổ của một người tháo vát ham việc, năng động như Trác, lúc phải thành phế nhân. Đặt khay đựng cà phê xuống bàn rồi, cô đứng yên như trời trồng. Giọng Trác lại vang lên. Chị Thủy về chưa? Thiên Di cắn môi, tay dọn dẹp những chồng sách trên bàn như một phản xạ. Cô ứa nước mắt khi Trác cáu kỉnh. Sao làm thinh vậy dì Hai? Cố ngăn cơn xúc động, Di ấp úng. Dạ chưa. Trác kêu lên kinh ngạc. Ai đó? Thiên Di nức nở khi Trác bật dậy khỏi ghế mây và quay người lại. Di nhìn sững vào anh, nhưng ngoài màn nước mắt nhòe nhoẹt ra, cô không thấy gì khác ngoài cái dáng cao to đang lao về phía mình, rồi cả người Di lọt thỏm vào vòng tay khỏe mạnh, cứng cáp, rất đổi thân quen của Trác. Giọng anh nghẹn lại run rẩy. Anh nhớ em quá, nhớ quá. Thiên Di vùi mặt vào ngực Trác. Em cũng nhớ anh. Rồi cô ngước lên nhìn anh trân trối. Anh có sao không? Nâng gương mặt Di lên, Trác âu yếm. Anh vẫn bình thường, sao em lại hỏi vậy? Anh không bị phỏng hả? Nhìn đôi mắt tròn xoe lo lắng của Di, Trác thương rất ruột. Anh không trả lời mà cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dài nhớ nhung khao khát. Thiên Di khẽ rùng mình đón nhận môi anh. Hai người mê mải say sưa hôn nhau, cho bỏ những ngày xa cách. Sau cùng Trác lên tiếng. Anh tin tưởng em sẽ trở lại, nhưng mà không ngờ phải lâu thế này. Lâu đến mức anh luôn sống trong nghi ngờ tuyệt vọng. Thiên Di hờn tuổi. Còn em đã rời khỏi đây với một trái tim vỡ nát. Em rất hận anh biết không? Giọng cô nghẹn lại. Nhất là khi nhận được thiệp cưới, em đã ngã bệnh hết một tháng. Cho siết cô trong tay, dìu cô về chiếc ghế mây và đặt cô ngồi trong lòng mình. Anh xót xa. Anh có lỗi với em, nhưng mà lúc đó anh đâu hề phát thiệp, dù Phi Phụng đã ra sức trói buộc anh. Nhiều nhíu mày, Trác nói. Chính chị Thủy đã gửi thiệp cho em để chia cắt chúng ta. Cho tới bây giờ, chị ấy vẫn giữ ấn tượng xấu về anh. Nhưng mà anh không trách đâu. Cũng tại mình không chín chắn trong tình yêu, đành phải chịu tai tiếng. Anh đã năn nỉ, thậm chí van xin,
nhưng mà chị Thủy nhất định không hé môi nơi em ở. Mấy tháng liền, anh đã vào Sài Gòn hàng chục lần với niềm tin sẽ tìm được em. Mỗi lần đi, tim anh đầy ắp hy vọng để rồi thất vọng trở về. Thiên Di nói, vậy mà chính cần lại tìm ra em. Ảnh cho em biết Phi Phụng đã làm hồ sơ xuất cảnh theo chồng sang Canada, còn anh thì gặp toàn xui rủi. Trá say đắm nhìn Di. Em là thần hộ mệnh của anh, có em kế bên, anh sẽ hạnh phúc và may mắn. Nhưng thật sự anh không bị thương chút nào trong trận cháy đó chứ? Có chứ, anh bị phỏng sau lưng, sẹo vẫn còn đầy người, trông gớm lắm. Thiên Di thở hắt ra. Vậy mà dì Thủy làm em khóc mất mấy đêm. Lại là chị Thủy à, chị ấy đã làm gì em? Thiên Di trầm giọng. Khi em rời khỏi biệt thự Thùy Dương, dì Thủy bắt em hứa không được liên hệ với bất cứ ai ở đây. Bù lại, dì sẽ cho tiền để em xây sở làm ăn. Thoạt đầu em từ chối và đến tìm anh, nhưng mà tới phòng khách, em lại thấy anh với Phi Phụng đang hết sức tình tứ. Cảm giác bị lừa dối khiến em choáng. Đạp xe như điên về nhà, em đồng ý theo yêu cầu của dì Thủy. Trác bùi ngùi. Cho nên em không viết thư cho anh, dù chỉ một chữ, hay gọi điện thoại cho anh dù một lần chứ gì. Em biến mất khỏi đời anh như là em chưa bao giờ tồn tại. Anh chỉ mong gặp em trong mơ. Khổ nỗi anh chỉ toàn là gặp ác mộng. Thiên Di nhìn Trác. Khi gặp Cần và nghe anh ấy kể những chuyện ở đây, em đã gọi điện thoại ngay với hy vọng là sẽ gặp được anh. Nhưng mà không ngờ người nhấc máy là dì Thủy. Dì ấy quát em một trận. Khi biết em muốn gặp anh, dì Thủy đã ngăn cản và bảo rằng anh đã tàn phế và bị phỏng lửa rồi. Dì Thủy bảo anh tay chân què quặt, mặt mũi biến hình, tính tình thay đổi. Anh sắp làm đám cưới với cô y tá chăm sóc mình nữa chứ. Trác bật cười. Chị Thủy vẽ chuyện tài thật. Bộ em không sợ hình ảnh gớm ghiếc ấy sao còn tìm anh? Thiên Di sụ mặt. Anh hỏi như vậy mà nghe được à? Nếu biết anh nguyên vẹn thế này, em đã không trở về, cũng không tốn nước mắt tội nghiệp anh mất mấy đêm. Trác vội vàng nói, anh đáng tội nghiệp lắm chứ. Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo đang mặc ra, nguyên tấm lưng rộng của anh lồi lõm những đám sẹo đỏ, trông thật dễ sợ. Không dặn được lòng, Di ôm lấy anh bật khóc. Ôi trời ơi, chỉ thấy sẹo thôi, em đã đau rồi, huống hồ chi là anh. Trác xúc động hôn lên đôi mắt ướt át của Di. Hơn 2 tháng trời, anh chỉ nằm sấp với tất cả đau đớn về thể xác và sự cô đơn của tâm hồn. Nhưng lúc đó, anh khao khát có em biết bao. Ngập ngừng một chút, Trác thở dài. Đây có phải quả báo mà anh phải nhận không? Anh không biết, nhưng mà tai nạn ập tới với anh đã làm Phi Phụng hả hê. Cô ấy bêu rêu anh khắp nơi và cho rằng ngày tàn của trại chủ lớn nhất vùng này đã tới. Thiên Di mím môi. Chính Phi Phụng gây ra chuyện này mà. Trác sửng sốt. Cần nói với em à, bộ anh không biết gì sao? Trác im lặng. Anh mặc áo dạo, đốt một điếu thuốc, giọng trầm hẳn xuống. Khi nghe anh nói vì không hợp tánh, anh và cô ấy sẽ không tiến tới, Phi Phụng đã hăm dọa tự tử, khiến anh hết sức lo sợ. Do đó thay vì từ chối thẳng thừng, anh hẹn lần hẹn lựa trì hoãn vì lý do tài chính. Phải nói là suốt thời gian đó, anh muốn điên vì suy nghĩ vì nhớ em. Một bên là lý trí nặng trĩu, một bên là tình yêu nồng nàn. Càng lúc anh càng nhận ra anh không thể sống với Phi Phụng được. Dường như Phụng hiểu anh đang dùng kế quản binh, nên thừa lúc vẫn còn giữ chủ quyền ngôi biệt thự Đà Lạt, cô ta đã bán với lý do khá buồn cười là lấy tiền lo tổ chức cưới mà không hề nói với anh một tiếng. Môi nhếch lên, Trác nói tiếp. Nhà đã bán thì còn cưới xin gì nữa. Dù chưa có sự ràng buộc pháp lý nào, nhưng anh vẫn bỏ số tiền bán nhà ấy cho Phụng, xem như anh mua lại sự tự do cho mình. Vậy mà Phi Phụng vẫn chưa thỏa mãn. Anh cũng nghe phong phanh chuyện cháy cà phê là do cô ta mướn người làm, nhưng mà anh không muốn truy cứu. Tính ra anh thiệt hại về vật chất rất nhiều, nhưng mà tinh thần rất thoải mái, vì anh tin tương lai sẽ có em mãi mãi. Thiên Di nũng nịu. Em thăm anh rồi phải về Sài Gòn ngay. Kéo Di vào lòng, Trác cao giọng. Anh không cho em về. Thiên Di hất mặt lên. Bọn trẻ đã có thầy giáo mới, ở đây đâu có việc gì cho em làm. Ủ đôi tay nhỏ bé của Di trong đôi tay to cứng của mình, Trác thành khẩn. Em làm bà chủ trại Thùy Dương nha, chỗ ấy vẫn còn trống để chờ em. Người nóng bừng, Thiên Di lo lắng. Em sợ lắm, với lại chị Thủy không chịu đâu. Trác cao mày. Chúng ta yêu nhau thật lòng, chị ấy đâu có quyền ngăn trở. Phi Phụng đã lấy chồng rồi, chị Thủy không đồng ý điểm nào nữa chứ. Di chưa biết trả lời sao, đã nghe giọng của bà Thủy rành rọt vang lên ở cửa.
Tôi không muốn con bé trèo cao rồi phải bẻ bạn khi tới đau. Cậu Trác, cậu hãy buông tha nó đi. Thiên Di lúng túng đứng xích ra dưới cái nhìn nghiêm khắc của bà Thủy. Cô thấy mình như có lỗi. Giọng bà lạnh tanh. Dì muốn nói chuyện riêng với con. Thiên Di nhìn Trác, anh nhỏ nhẹ. Lâu lắm rồi, hai dì cháu không gặp nhau. Đây là dịp để dì Thủy hiểu chúng ta. Em không có gì phải sợ cả. Riêng anh sẽ không để mất em đâu. Dứt lời, anh bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Thiên Di chợt thấy lạnh. Cô co ro ngồi xuống đối diện với bà Thủy. Lâu lắm, bà mới lên tiếng. Dì biết con nói nhiều cũng vô ích. Cũng tại dì gọi con lên vùng đất này nên mới xảy ra chuyện. Nếu không gặp con, chắc Trác đã yên ấm bên Phi Phụng rồi. Nhưng có chắc họ yên ấm với nhau không? Khi cô ta vừa tham lam vừa độc ác. Thở dài, bà nói tiếp. Trác là người lận đận trong tình duyên. Không ai yên tâm khi con gái mình yêu một người từng gây ra nghiệp chướng như thế. Có khi nào con nghĩ suốt cuộc đời còn lại con sẽ bị ám ảnh bởi một người điên không? Thiên Di nói đại. Con chỉ bị ám ảnh nếu không được sống với Trác. Bà Thủy cao mày. Đúng là trơ trẽn. Con còn quá trẻ để hiểu thế nào là sự từng trải. Dì đã sống rất nhiều, đã thấy biết bao nhiêu cuộc tình tan dở. Dì không thể tin Trác sẽ dừng chân bên con suốt đời. Thiên Di vội vã bên vực. Anh ấy lận đận nhưng mà không lăng nhăng. Con tin Trác thật lòng với con. Tại sao dì cứ giữ mãi ấn tượng xấu về Trác? Lẽ nào dì làm việc với anh bao lâu mà vẫn chưa hiểu con người Trác? Bà Thủy im lặng. Một lát sau bà nói. Nhưng dì muốn con phải thực tế. Tình yêu đâu chỉ có vị ngọt. Theo năm theo tháng, tất cả sẽ còn lại đắng cay. Người đàn ông khi chán chường không khí ngột ngạt của gia đình có thể tìm vui nơi khác. Còn con sẽ làm gì cơ chứ? Thiên Di gục đầu hoang mang. Khi yêu, ai cũng muốn được nghe những lời tốt đẹp về người yêu, về tình yêu của mình. Nhưng Di luôn phải nghe những lời răn đe, những lời tiên đoán cho một tương lai tăm tối. Ghê nhất là tương lai đó phải gánh một hậu quả vô hình về mặt tâm linh, mà có xảy ra hay không chả ai biết trước. Bà Thủy vỗ nhẹ lên vai cô. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao cuộc đời con vẫn là do con làm chủ mà. Thiên Di ngồi lại một mình với bao nhiêu mâu thuẫn. Những gì dì Thủy nói đã dập tan mọi háo hức hy vọng tốt đẹp của tình yêu của cô và Trác. Giữa hai người không còn kẻ thứ ba nào chen vào, nhưng mà bóng ma của quá khứ đã biến đâu mất. Có tiếng chân bước nhẹ, không nhìn lên, Di cũng biết là Trác. Ngồi xuống kế bên, anh ôm cô trong tay, giọng đều đều. Anh đã nghe hết những lời chị Thủy nói với em. Ngoài tình yêu dành cho em ra, anh không có gì để biện minh cho mình cả. Trải qua bao nhiêu chuyện, thậm chí đã đối mặt với cái chết trong biển lửa, lòng anh vẫn bền vững một ước ao. Được có em đến hết cuộc đời. Dù cuộc đời gập ghềnh, trắc trở cỡ nào, anh cũng không để em khổ đau. Thiên Di, em nghĩ gì về anh? Em thương anh, nhưng mà nghĩ tới tương lai, em thấy sợ lắm. Chúng ta đừng nhắc tới nữa nhé. Trác thở dài. Anh hiểu. Hai người im lặng nép vào nhau. Thiên Di thủ thỉ kể cho Trác nghe công việc hiện nay của mình. Trác cũng nói tới những việc anh đang làm để khôi phục trang trại sau đợt hỏa hoạn đó. Anh bảo, với Phi Phụng, anh thấy lòng mình thanh thản vì người gieo gió là cô ta chứ không phải là anh. Rồi anh thắc thởm. Chừng nào em vào lại Sài Gòn? Ngày mai. Trác hốt hoảng. Thật hả? Em đâu thể bỏ quầy đi lâu được. Trác có vẻ dỗi. Em thà bỏ anh chứ không bỏ quầy sách báo ấy à? Thiên Di thản nhiên. Biết làm sao hơn khi gia đình em đang sống nhờ nó. Trác tha thiết. Anh muốn được lo cho em và gia đình. Về đây với anh đi Di. Chúng ta sẽ làm đám cưới ngay. Thiên Di ngập ngừng. Em cần có thời gian, cả anh cũng vậy. Trác thở dài rầu rĩ. Anh đâu còn trẻ trung gì nữa mà bắt đợi chờ. Đã qua thời bồng bột rồi. Anh biết rõ mình yêu ai mà. Thiên Di nhỏ nhẹ. Nhưng em lại chưa rõ bản thân mình. Giới phụ nữ hôn nhân rất quan trọng. Em không muốn rơi vào trường hợp của Phi Phụng. Mặt Trác sụ xuống. Em trách anh à? Không, em đang nhắc nhở mình đừng mù quáng trong tình yêu. Thì ra em còn nhớ là yêu anh. Nhưng anh phải chờ em trong bao lâu? Thiên Di lắc đầu. Em không biết. Trác nhăn nhó. Đừng đùa, tội nghiệp anh mà. Em đâu có đùa. Chớp mắt Di hạ giọng. Nhanh hay chậm là do anh. Ráng thuyết phục dì Thủy đi. Trác chép miệng. Bà ấy bảo thủ lắm. Nhưng mà thủ cỡ nào anh cũng thuyết phục bằng được. Rồi em cũng không thoát khỏi tay anh đâu, nhóc con à. Dứt lời, Trác cúi xuống. Thiên Nhi bồi hồi nhìn vào mắt anh.
Ngày mai Di phải về rồi, biết đâu chừng cô không trở lại nơi này nữa vì một lý do nào đó. Bỗng dưng Di thấy sợ, cô ôm chầm lấy Trác và chờ môi anh nồng nàn đậu xuống. Khi hạnh phúc, người ta hay lo sợ viễn vông. Di cũng thế, cô yêu Trác, hạnh phúc khi được sống với anh, nhưng cô cũng sợ mất anh, nên muốn kéo dài thời gian yêu nhau và bắt anh chờ đợi. Làm như thế là đúng hay sai, Di không biết nữa. Nhưng cô linh cảm rằng những xui rủi của Trác đã qua rồi, tương lai sẽ rất tốt với anh, rất tốt đối với vùng đất này. Một năm sau, Lan chống tay hài lòng khi nhìn vườn nở đầy hoa hồng thơm ngát. Bước tới hái một cái lá vàng, chị nói: chỉ có em mới đủ sức làm thay đổi bộ mặt của ngôi biệt thự Thụy Dương này, cũng như làm thay đổi con người cậu Trác thôi. Đúng là tình yêu có sức mạnh vô địch. Thiên Di phì cười vì câu nói của Lan, chị có vẻ phật ý. Bộ chị nói sai sao mà em lại cười? Em cười tán thưởng không được à? Thật ra ở đây mọi thứ đều thay đổi chứ đâu riêng cậu Trác. Lan gật đầu. Đúng là mọi thứ tốt hơn. Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai mà. Nhớ lại trận hàng trước đây cộng với trận trái mà kinh hồn. Nếu như không nhờ cậu Trác, thằng cu anh con của chị đã chết cháy trong rẫy cà phê rồi. Bởi vậy, so với chuyện chị tình nguyện vào đây chăm sóc cây kiểng, thì ơn cậu Trác vẫn cao như núi. Cầm tay Di, Lan ngưỡng mộ. Em tốt phước mới gặp người như cậu Trác, chị nói thật đó. Phải dì Thủy cũng nói như chị thì đỡ cho em quá. Bây giờ dì Thủy cũng đồng ý rồi nè. Nói lén với nhau nghe. Chị nghĩ trước đây dì Thủy làm thế để treo gián ngọc cho em đó. Nhưng dầu sao, dì ấy cũng đúng khi làm thế. Bây giờ cậu Trác xem em như châu báu ngọc ngà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Thiên Di cười khúc khích. Chị lại quá lời rồi. Bất quá em chỉ là cô giáo thôi mà. Lan dài giọng. Ai chả biết em là cô giáo, nhưng để có một cô giáo như em, cậu Trác cũng trầy Di tróc dậy chứ bộ. Nè, cậu ấy đã 30 rồi, em đừng bắt chờ nữa chứ, tội lắm. Di cấu tay Lan. Em có bắt ai chờ đâu, chị này kỳ thật. Lan hất mặt về phía cổng. Kỳ hay không thì hỏi người ta kìa. Thiên Di tủm tỉm cười khi Trác bước về phía mình bằng những bước vững chãi. Mặt anh trông thật rạng rỡ. Hai người đang nói gì tôi đấy? Lan nhanh nhẩu. Tôi đang hỏi Thiên Di xem chừng nào đám cưới, nhưng cô ấy bảo chuyện ngày tháng là do cậu chọn. Thế cậu định bao giờ? Trác nheo nheo mắt. Nếu được tôi muốn ngay bây giờ. Lan cười to. Vậy thì dội quá, tôi may quần áo mới không kịp đâu. Nếu sợ không kịp, chị nên ra chợ sắm ngay một bộ. Tôi sắp phát thiệp rồi đó. Lan kêu lên. Thật à? Tôi phải thông báo tin vui này cho mọi người biết mới được. Dứt lời, Lan hí hửng bước vào bếp. Thiên Di liếc nhìn Trác một cái thật dài. Chị Lan đang chọc em. Anh đã không bên mà còn đổ dầu vào lửa. Trác hôn nhẹ lên má Di. Tại chị ấy chọc. Nghe đúng ý anh quá. Hôm nay đang vui nên đùa một chút mà. Thiên Di ngồi xuống ghế đá với Trác, giọng tò mò. Chuyện gì mà khiến anh vui vậy? Trác hơi ngã người ra sau. Anh vừa gặp Cần, cậu ấy từ Sài Gòn về hôm qua. Cần bảo Thoại bớt bệnh rất nhiều. Có thể nói một cách lạc quan rằng Thoại đã trở lại bình thường sau hơn 10 năm dài lúc điên lúc tỉnh. Dì có vẻ lo lắng. Điên dữ như vậy, nhắm hết bệnh luôn được không anh? Em chỉ sợ khi hòa nhập với mọi người, chú ấy lại lên cơn thì khiếp lắm. Trác vuốt tóc cô. Cần nói anh mới biết, trước đây chính thế đã tác động mạnh đến Thoại. Thế đã hầm dọa ép buộc, thậm chí là chỉ đạo trực tiếp cho Thoại gây ra những chuyện ở biệt thự Thụy Dương. Thế đã cắt kẽm gai giúp Thoại leo vào nhà, cũng như leo trở ra sau khi làm phi phụng quản sợ. Thế làm vậy nhằm mục đích gì cơ chứ? Anh ta muốn anh đi khỏi vùng đất này bằng cái trò dọa dẫm chết người ấy. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Phản ứng của Thoại thật dữ dội. Ăn nhát dao ấy chắc thế nhớ đến kiếp sau. Thiên Di tựa đầu vào vai anh. Cần còn nói gì với anh nữa không? Trác đáp. Cần chưa biết là gia đình có ý muốn đưa Thoại về, nhưng mà anh ấy không chịu. Di ngạc nhiên. Vậy chú ấy muốn đi đâu? Trác nói. Thoại đòi ở lại bệnh viện để chăm sóc những bệnh nhân bất hạnh như mình trước kia. Giọng Trác bỗng trầm hẳn xuống. Anh mừng vì Thoại đã khỏi bệnh, nhưng lòng vẫn nao nao khi Thoại chọn cách sống đó. Thiên Di nhỏ nhẹ. Nếu cách sống đó khiến chú Thoại thanh thản, em nghĩ vẫn tốt hơn khi chú ấy sống ở nhà với những người thân nhưng mà không có chút tình cảm ruột thịt nào. Dĩ vãng,
đã mãi mãi khép lại cho tương lai mở ra xanh tươi bát ngát như những cánh rừng đang vươn cao sung sức phía trước mắt hai người. Nhìn nét đăm chiêu của Trác, Thiên Di thì thầm hỏi: anh đang nghĩ gì vậy? Trác mỉm cười: về cuộc đời, anh có cảm giác mình đã đi hết một vòng đời và đang quay lại buổi ban đầu thơ dại để được có em bây giờ và mãi mãi. Di tin tưởng ngã đầu vào vùng ngực rộng của Trác và hạnh phúc lắng nghe từng nhịp đập của tình yêu.